Good evening. Good Nhớ lên là phải nói gì trước nha. evening. Thầy chưa đấy gửi thông tin gì đâu nha. Để xíu kia mày con gửi liền con chép xong. Nhớ nha, gửi trước khi buổi học bắt đầu ít nhất là khoảng tầm từ 4-5 giờ chiều nha, không gửi muộn nha. Nhớ chưa? À, mẹ con 6 giờ mấy mới về. Ừ. Thì hôm nay học xong thì làm luôn rồi ngày mai chụp được chưa nào? Nhớ nha. Rồi buổi trước có từ mới nào không? Thì có Thế bài tập về nhà là gì nữa không nhỉ? bây giờ chép mấy cái từ 5 lần. Có bài tập nào khác nữa không? Mỗi từ mới thôi đúng không nào? Ừ, rồi từ mới có những từ nào nào? Yeah. Ừ, thầy đã học từ mới rồi. Nào, có những từ mới nào? Đã học rồi. Dặn rất là kỹ rồi nha. Nhớ thì Ừ. Thầy dặn là học thuộc rồi cơ mà. Thầy dặn là học thuộc lên thầy kiểm tra rồi cơ mà. Từ buổi đầu tiên chúng ta đã học rồi cơ mà, đã làm rồi cơ mà. Buổi đầu tiên là thầy đã dặn rồi, đã nhắc nhở rồi. Nào cho thời gian là 1 phút xem lại có những cái từ mới nào. Rồi. Nào, có những từ mới nào? Yeah, just này. Nào, nào, Cooker. nào, nghĩa đó là gì? Knife là con dao. Knife. Chopstick là knife. 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 Chopstick là đôi đũa. Cooker là cái nồi nấu cơm. Cơm điện đúng không nào? Là cơm gì? Đi nữa. Từ kia không biết được. Ừ, có mỗi mấy từ thôi. Con không biết đọc từ kia. Cái gì nào? Cái ri. Ừ? Cái ri.
Frightened. Đúng Frightened. rồi. Cái xà Frightened. hải. Nào ngồi ra giữa nào. Đi nữa nhỉ? Từ gì nữa? Refund. Refund. Là gì? Nào, từ đấy là từ gì? Từ đấy nghĩa là gì? Từ đấy nghĩa là gì đây? Dạ không biết, không biết. Ngoài ra chúng ta còn các cái từ stove là bếp. À, cái bếp à, để Giraffe là gì? giraffe là hô tô cỡ. Rồi, ngoài ra có những từ khác không? Thay là phân loại. Loại đúng không nào? Các cái loại. Rồi nào, chúng ta tiếp tục với phần phần bài của buổi trước. Now today we will continue with our lessons last days. Now, buổi trước chúng ta đang ở phần bài tập này đúng không nào? Chúng ta đang gì đấy? Read and choose the right ways đúng không nào? To Rồi, chúng ta đã làm được 5 câu và bây giờ năm ta đọc câu làm cho thầy 5 câu còn lại này được chưa nào? Ủa thầy ơi, pe là gì thầy? Đâu từ nào? Này thầy. Pairs là cặp, một cặp đây chưa nào? Pairs là một cặp thì có mấy? Hai con. Một cặp là hai được chưa nào?
Chị nha. Ủa, chóc này là gì? Ừ? Thế nào? Chóc này, 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 này. Oh, Johnny. Johnny. Này. Johnny chuyến đi. Nghe rồi thầy. Đi chưa? Now, young swans don't usually leave their parents. Number six. During. Yuri. Chắc chưa? Okay. Before. Before là gì? Trước. Trước khi đúng không? Và câu này người ta nói là gì nhỉ? Young swan don't usually leave their parents. Cái con Con gì nhỉ? cái nghe Thiên nga nhỏ nhỏ. không bao giờ Don't usually con là không thường xuyên. không thường xuyên rời khỏi ba mẹ chúng, trước ba mẹ chúng. Rời khỏi cha mẹ được chưa nào? Trước khi gì nhỉ? New baby. Trước khi có Trước một khi những đứa trẻ, tức là trẻ những con đời non, đúng nào, chúng ta gọi là trẻ những đời con non. Đúng nào? trẻ Những con non join the family. Những con non có mặt trong gia đình chúng đúng chưa nào? Some swans don't like cold winters, so when it starts getting colder, Order this. this wonderful bird, this or these, or ở đây chúng ta chọn these, tại vì sao?
Nào, chúng ta nhìn thấy thầy có từ gì? À, là sau từ wonderful kia. Bird. Bird nó như thế nào nhỉ? Anh nhiều thêm mấy Đúng, nó nhiều, được chưa nào? Thì chúng ta phải thì dụng đại từ chỉ định these, đúng chưa nào? Rồi, tiếp. Begin the long journey. Begin the long journey à. Nào, nhìn đằng sau cho thầy xem từ gì đằng sau kìa, hai từ gì đằng sau kìa. Wonder in the moment. Warmer environments, đúng không nào? Yeah. Yeah. Warmer environments. Vậy thì đây chúng ta sẽ điền từ nào đây, điền giới từ nào đây? On to hay là at đây? Begin to. Begin to, đúng chưa nào? Bắt đầu chuyến đi dài đến cái môi trường ấm hơn. Ủa, con tưởng cái đó là dùng đất mới. No. Environment là môi trường. Warmer là Là ấm nóng. hơn, đúng không nào? Tức là nó sẽ di chuyển đến ấm hơn, hay chúng ta hay gọi là nó bay về phương nam tránh rét đi, đúng không nào? Đó, thì cái con thiên nga này cũng vậy, con swan này nó cũng vậy. Rồi. Con tưởng cái đó là cái dùng đất máy. No, no, no. Now, why the swan usually live for about 20 years, but swans which, đúng như nào? Tại sao đây chúng lại chọn là which? Tại sao đây ta lại chọn là which nhỉ? Mà không phải chọn là what hay chọn là who? Thôi là hỏi là ai còn quá rồi chỉ là cái Ở đây những cái từ này nó không phải là từ để hỏi nữa, được chưa nào? Những cái từ which, what, who này nó không còn là từ để hỏi nữa, mà nó chính là đại từ quan hệ, relative pronouns. Các đại từ quan hệ này có chức năng thay thế cho chủ ngữ, và nó thay thế cho từ nào thì nó sẽ đứng ngay sau từ đó, được chưa nào? Ví dụ như chủ ngữ đây chúng ta có là từ swan, đúng không nào? Từ swan là chỉ con vật, đúng không? Swan chỉ con vật. Vậy thì chỉ vật thì người ta sẽ sử dụng đại từ quan hệ which, được chưa nào? Rồi, which live in places like Jews. Zeus can. Can. Ở đây là nói về gì nhỉ? Can là nói về gì nhỉ? Can là có thể sống Can ở đây là nói về gì? năm Khả năng, đúng không nào? khả Ability. năng. Nói về Ủa, khả Zeus năng. là gì thầy? Zeus là gì thầy? Would, đúng không nào? Từ thứ hai, đúng không? Would là sẽ, hoặc là có, cũng cũng có mang nghĩa là có. Không chưa nào? Rồi. Now, tune to versus on show. Chúng ta có to và có on show, được chưa nào? Chúng ta có hai cái từ mà chúng ta hay dùng là to và on show. On show is used in positive statements and comes before the verb. Also come after the verb to be. À, ở đây người ta nói người ta hai cái trường hợp rất là rõ ràng của also. Được chưa nào? Đầu tiên là used in positive statement là gì nhỉ?
statement. Không biết positive là gì không nào? Positive đại từ. No, positive là khẳng định. Khẳng định. Được chưa nào? Chúng ta sử dụng also ở trong câu lệnh khẳng định. Được chưa nào? Trong các cái mệnh lệnh khẳng định, statements, mệnh lệnh, câu lệnh. Chúng ta sử dụng nó trong các câu lệnh khẳng định. Và nhớ là nó đứng đằng trước động từ thường nha. Before the verb đây này. Nhìn thấy chưa? Before the verb. Được chưa? Rồi. Also comes after the verb to be. Nó đứng trước động từ thường và nó đứng sau động từ to be. Động từ to be. Được chưa nào? Nhớ vị trí của also nha. Đứng trước động từ thường, đứng sau động từ to be. Và nhớ là ở trong positive statement nha. Positive statement, câu lệnh khẳng định. Tiếp đến to has the same meaning as also but comes at the end of the sentence. Nó cũng có nghĩa giống như là từ also. Tuy nhiên thì nó lại đứng ở cuối của câu. Đứng cuối. Được chưa nào? Nó đứng ở cuối của câu. Vậy là hai cái cách sử dụng của also và to nó khác nhau, được chưa nào? Rồi, ghi vào vở nào. Ghi hết hai cái luôn thầy. Ừ. Chúng ta phải ghi vào chữ không? Ta đang học ngữ pháp mà. Đi xong chưa nào? Dạ, đi rồi. Đi xong rồi phải bảo thầy nha. Now, are these sentences right or wrong? Are these sentences right or wrong? Nào đọc cho thầy bốn câu bên dưới này xem nó đúng hay sai nha. That's the first. Nào, con đọc xem nó đúng hay nó sai. Được chưa nào? Kinh xe đây. Sharks. Đâu? À, insect, đúng không? Yeah. Côn trùng.
chưa? No, number one, sharks eat fishes. Shark two eat plants. Wrong. Wrong, wrong ở đâu đây? Why is wrong? Dạ, cái chỗ two, cái đó phải là also. Nó thể là on show hoặc là chúng ta chuyển cái từ to này vào đằng sau này, được chưa nào? Shark is plant juice. Được chưa? Dạ được. Oh, tuy nhiên thì chúng ta thấy là có con sharks nào nó ăn plant không? Dạ No, đúng không nào? But eat insects, but also eat fruit. Dạ Right or là wrong? đúng. Right. Right. Good. That is insects, that is food too. Right. Right. Đúng tiếp đúng không nào? Tại vì ta nhìn thấy có chưa ở đứng ở cuối câu đúng không nào? Cuối câu. Now let's find out what Grace and Thomas doing. So let's ask and answer the questions. Rồi thì bây giờ thầy sẽ cho con khoảng thời gian là 2 phút để con nhìn vào các bức tranh này, sau đó thầy sẽ hỏi và mình trả lời các câu hỏi ở đây, được chưa nào? Understand? Yeah, được. Nào, đọc xem nào, để trả lời nào. Ủa thầy ơi, cái này là nghe hay No, no, con đã nhìn vào trong bức tranh chứ. Đúng không nào? Người ta ghi cái yêu cầu là gì? Ask and answer questions mà. ủa nhưng mà người ta hỏi cái birthday mà sao con không thấy cái nó ngại vậy? Rồi. Yeah. Making birthday cakes. Now, what Grace do? What is Grace doing? Thôi, bỏ đi. Cái này nó hơi lồng ngoặc. 15. Now, listen and order the picture 1 to 6. Yêu cầu của đầu bài là gì nhỉ? Listen và đánh Listen and order the picture 1 to 6. 1, 2, 6. Nghe và chọn số từng 1 tới 6. Đúng. Chúng ta nghe và đánh số thứ tự của các bức Từ tranh một từ 1 tới đến sáu. 6, được chưa nào? Rồi, có 1 phút để xem các cái bức tranh đấy, để xem trong cái đấy nó làm hành động gì được chưa, sau đó thì thầy cho nghe nhá. Now, listen and order, okay? 15D. What's for dinner? Listen and order the pictures 1 to 6.
William's wonderful honey cake. Right. This is how I make my favorite cake. You need a cupful of flour, some butter, two eggs, a large spoonful of honey, and something else. Oh, a cupful of sugar, of course. To prepare, you should turn the cooker on before you start and wash your hands. First, put some sugar into a big bowl. You don't need very much because there's honey in this cake, too. When the sugar is in the bowl, cut the butter into small pieces. Use a knife to do that. Then you can add the butter to the sugar. Mix these two things together with a big spoon. Find some flour and put that in next. Then break the eggs and put those carefully into the same big bowl. Last, you put the honey in. You don't need a lot. Then you mix everything together again with your big spoon. Some people add carrots before they put the cake into the cooker. That might sound really strange, but carrots taste great in cakes. You cook the cake for half an hour. Enjoy! Nghe lại thì vẫn chưa kịp đánh số à? Dạ. Với câu hỏi là cái unit là cần đánh luôn thầy. Cái nào? Cái unit ấy. Cứ đánh đi, biết đâu cần thì sao đúng không? Tại vì bây giờ để làm bánh thì ta phải cần có những cái gì chứ đúng không? Nghe lại nhá. 15D. What's for dinner? Listen and order the pictures 1 to 6. William's wonderful honey cake. Right. This is how I make my favorite cake. You need a cupful of flour, some butter, two eggs, a large spoonful of honey, and something else. Oh, a cupful of sugar, of course. To prepare, you should turn the cooker on before you start and wash your hands. First, put some sugar into a big bowl. You don't need very much because there's honey in this cake, too. When the sugar's in the bowl, cut the butter into small pieces. Use a knife to do that. Then you can add the butter to the sugar. Mix these two things together with a big spoon. Find some flour and put that in next. Then break the eggs and put those carefully into the same big bowl. Last, you put the honey in. You don't need a lot. Then you mix everything together again with your big spoon. Some people add carrots before they put the cake into the cooker. That might sound really strange, but carrots taste great in cakes. You cook the cake for half an hour. Enjoy! Ôi, nghe được chưa nào? Vẫn không nghe được. Trời ơi, thầy nghe thấy nó nói lần lượt từng cái một y như trong ảnh luôn. Lại một lượt nữa này. 15D. What's for dinner? Listen and order the pictures 1 to 6. William's wonderful honey cake. Right. This is how I make my favorite cake. You need a cupful of flour, some butter, two eggs, a large spoonful of honey, and something else. Oh, a cupful of sugar, of course. To prepare, you should turn the cooker on before you start and wash your hands. First, put some sugar into a big bowl. You don't need very much
because there's honey in this cake too. When the sugar is in the bowl, cut the butter into small pieces. Use a knife to do that. Then you can add the butter to the sugar. Mix these two things together with a big spoon. Find some flour and put that in next. Then break the eggs and put those carefully into the same big bowl. Last, you put the honey in. You don't need a lot. Then you mix everything together again with your big spoon. Some people add carrots before they put the cake into the cooker. That might sound really strange, but carrots taste great in cakes. You cook the cake for half an hour. Enjoy! Rồi, thế bây giờ nghe được chưa? Yeah. Now, the first step is? Sugar. Pitcher, rồi là cho cái pitcher là được. Picture B. B. The second step is A. E. Third step. F. F. Fourth step. C. C. Fifth step. Five. Six, D. D, right, and seventh, F, F. Thấy không nào? Tại con bị ngay cái chỗ honey với thầy nói là con bị ngay cái chỗ honey. Đầu tiên là người ta nói là bạn phải cần chuẩn bị rất là nhiều, đúng không? Nhiều. Đúng không? Xong rồi là bắt đầu người ta bảo là gì? Khi mà cho mật ong vào thì sử dụng cái muỗng to vừa nãy ấy để trộn nó đều nó lên. Được chưa? Được. Now, can you remember? Can you remember what must you do before start making this cake? What must you do before you start making this cake? Wash my hand. Đầu tiên phải là gì? Turn on the stove. Bật cái lò lên trước chứ. Sau đó mới wash your hands. Turn on the cooker or the stove. Được chưa? Now, which vegetable can you put in William's cake? It's carrot. Carrot. Right, carrots. How long must William cook his cake? Này hơi khó này. Nào ngồi ra giữa nào. So how long? Bao nhiêu thì William làm lại một cái bánh này. No, how long must William cook his cake? Anh mất bao nhiêu thời gian để làm? Two hours. 13 minutes. 30 minutes. Bao nhiêu phút đây? Dạ vậy. 30 phút đúng không nào? Yeah. Now, let's write funny food sentences about your friends. Thôi cái này bỏ qua đi. Chúng ta có fish finger. Được chưa nào? Fish fingers. Fish cut into long flat shapes. Tức là gì? Những cái miếng cá mà được cắt thành những cái miếng dài. Thế nào? Dài và mỏng.
Được chưa? Được. Fish finger là cá được cắt thành những miếng dài, mỏng. Thôi, bỏ cái này đi. Now ask and answer the question. Let's talk about food. So what food was your favorite food? It's chicken. Chicken. So and beef. Beef. So who cooks most of the food in your home? It's mother. It's mom. Your mom? Yeah. So what do you eat at home? What do you eat at home? Làm sao vậy? Mình ăn ở chỗ nào ấy? Ăn ở nhà. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? In the desk. In the dining room, right? Yeah. Now let's tell me about the food you ate for dinner yesterday. Is the chicken and rice salad? Yeah, only one this. Yes. All right, now for your homework. So what would you like for dinner? Let's say in 7 to 8 sentences and record a video. Now, yêu cầu của bài tập về nhà là chúng ta sẽ nói từ 7 đến 8 câu và chúng ta ghi lại video cho thầy nói về what would you like for dinner? Muốn cái gì vào bữa tối được chưa nào? Đây chính là bài tập về nhà. Understand? À, không cần quay video đâu thầy. Yêu cầu nha. Record a video, đây là yêu cầu được chưa nào? Tại nhà con có máy gì quay. Mượn điện thoại của mẹ nha. Thầy sẽ nhắn lên trên nhóm lớp các cái bài tập và thầy sẽ nhắc mẹ để mẹ nhớ được thế nào. Okay, any questions for today? No. Bây giờ mẹ có ở nhà không? Mẹ có. Okay, cho thầy nói chuyện mẹ 5 phút nào nhỉ. Nhà mẹ con dưới lầu 3 rồi. Okay. Vậy thì buổi tới bảo mẹ là sau khi mà học xong thì 8:45 lên trên này nhá. Yeah. Rồi, chúng ta nghỉ rồi chứ nào. We stop here. Goodbye and see you next time. Bye.